Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm máy giặt lòng đứng của nhà Electrolux có mã sản phẩm là EWT1474M7SA. Sản phẩm này có những gì đặc biệt? Hãy cùng mình unboxing xem nhé. Về ngoại hình thì chiếc máy này có màu xám bạc khá là thu hút đúng không mọi người? Kích thước chiều cao 109cm, chiều ngang 67cm và chiều sâu sẽ là 70,7cm. Chiếc máy này có khối lượng là 53kg và khối lượng giặt 14kg. Và chiếc máy này có 12 chương trình giặt khác nhau. Hãy cùng mình tìm hiểu một số chức năng của chiếc máy này nhé. Bên phía bên trên này chúng ta sẽ có bảng điều khiển, kèm theo đó là màn hình LED hiển thị các thông số. Chúng ta sẽ ấn nút nguồn ở đây giữ từ 2 đến 3 giây để máy có thể khởi động. Bên phía bên này chúng ta sẽ có núm vặn tích hợp với 12 chương trình giặt khác nhau. Và một điểm đặc biệt ở đây đó là chúng ta có chế độ giặt nhanh nha mọi người. Tiếp theo đó thì bên này chúng ta có thể chọn được mực nước nè, thời gian ngâm, chương trình xả và vòng vắt. Ở đây chúng ta có nút khởi động hoặc là tạm dừng. Bên phía bên trong lòng giặt thì chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta đựng nước xả vải hoặc là nước giặt. Và một cái khay để chúng ta có thể lọc sơ vải và bụi bẩn. Đi kèm với sản phẩm là một quyển sách hướng dẫn sử dụng để giúp cho chúng ta sử dụng được tốt hơn nha mọi người. Còn ống xả và ống dẫn nước thì được tích hợp ở phía sau. Chiếc máy này có một số công nghệ nổi bật mà mình cảm thấy rất là ấn tượng, đó là công nghệ Active Flow, giảm xoắn rối quần áo và bảo vệ quần áo được tốt hơn và bền màu hơn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có công nghệ Ultra Mist giúp cho quần áo tránh được cặn bột giặt vươn lên trên quần áo. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có công nghệ Sun Care giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu. Và bên cạnh đó chiếc máy này có chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao, vì vậy mọi người cứ yên tâm là chiếc máy này sẽ không tiêu tốn quá nhiều điện năng của mọi người đâu nhé. Chiếc máy này được bảo hành tận nhà và bảo hành lên đến 24 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.